cho ăn nhé. Rồi. Ừ. Ông lại bắt được cái hồ sen đấy chú. Ừ. Món này đúng truyền thống món quê. Nam ơi, nghỉ tay chuối cói này cho em hay lắm mày. Anh lại có gì cho em à? Đi ra đây anh chỉ cho. Lát sau việc qua anh ăn cốm sò dừa nhá. Sao hôm nay lại có nhận hứng làm cốm sò dừa thế? Tại vì hôm bữa anh có đặt ở trên Shopee lon nước cốt dừa, với cả hôm qua trùng cho thêm gói cốm anh làm liền. Tiện đây thì anh cũng có đặt cho em luôn lon nước cốt dừa cả dầu ăn này này. Em về em dùng nhá. Cảm ơn nhá. Mấy hôm nay bận làm vườn quá không đi mua sắm gì được. Mai qua anh lại cho. Ừ, với cả cái đợt này anh thấy Shopee 10/10 đang sale thương hiệu 50% ấy. Thậm chí còn có cơ hội trúng được cả ô tô nữa cơ. Nếu mà em cảm thấy thiếu hay là bận quá ấy, thì em bảo lại có gì để anh mua cho. Ừ, được thế thì còn gì bằng ạ. Thế à? À, anh mang một ít đậu bắp về mà ăn đấy, không sắp hết mùa rồi. Ừ, anh xin nhá. Anh về làm cốm luôn đi. Tí anh ới thì quay ăn cùng nhá. Vâng. Ơ, cầm rổ về này. Cốm xào đa mùa cốm ăn nó thơm. Thơm nhỉ. Cái cốm xào ăn cùng cái chuối tiêu chín thì ăn rất là thơm. Này mùa cốm mà. Ừ. Đây này. Ăn nó rất là hợp. Đúng là hương vị của mùa thu ấy. Thank you.